huyện tức địa danh với 2.700 năm tên không đổi. Trong lịch sử đổi rời của các triều đại Trung Quốc, nhiều địa danh như thành phố, huyện, thị trấn thường trải qua sự biến đổi tên gọi. Chẳng hạn, kinh đô của 13 triều đại Trung Quốc, Trường An, đã từng đổi tên thành Tây An thời nhà Minh, và tên này đã được giữ nguyên đến ngày nay. Tuy nhiên, có một địa danh chưa bao giờ thay đổi tên, đó là huyện Tức. Tên gọi của huyện này có nguồn gốc từ nước Tức, một quốc gia nhỏ tồn tại trong thời kỳ Xuân Thu, năm 771 trước công nguyên đến năm 476 trước công nguyên. Tên huyện Tức đã không thay đổi suốt hơn 2.700 năm, và nguyên nhân được cho là nhờ một mỹ nhân tuyệt sắc từ nước Tức. Đó chính là Tức Quy, hay còn được biết đến như Tức Phu Nhân, một người phụ nữ vô cùng xuất sắc trong thời kỳ Xuân Thu. Trong những biến cố lịch sử, Tức Phu Nhân đã thể hiện lòng trung thành và tình yêu với quốc gia. Ngay cả khi sau này trở thành vương hậu của Sở Văn Vương, vị vua thứ 21 của nước Sở, một quốc gia phụ thuộc vào nhà Chu, Tức Phu Nhân vẫn luôn tưởng nhớ và trân trọng vị quân chủ của nước Tức. Tức Phu Nhân được biết đến với nhan sắc tuyệt mỹ, không thua kém cả Tây Thi, một trong những người đẹp nổi tiếng trong thời Xuân Thu. Nàng cùng với Sái Phu Nhân là hai người con gái xinh đẹp của vị quân chủ Trần Trang Công. Trong bối cảnh lịch sử đầy biến động, vị vua Trần Trang Công của quốc gia Trần, vương triều thứ 15, cũng áp dụng chiến lược hôn nhân chính trị để củng cố vị thế của mình. Ông đã kết hôn cho hai con gái của mình với hai vị quân vương của hai quốc gia láng giềng, nước Tức và nước Sái. Do đó, hai người phụ nữ này được gọi là Tức Phu Nhân và Sái Phu Nhân. Tức Phu Nhân được truyền tụng là có nhan sắc phi thường, được so sánh với tiên nữ. Nàng được coi là một trong những người đẹp lừng danh nhất thời Xuân Thu. Cuộc chiến ba nước vì mỹ nhân Tức Phu Nhân trong thời Xuân Thu. Trong thời kỳ Xuân Thu, một vị quân vương đến từ nước Sái, vương triều thứ 13 của nước Sái, đã bất ngờ tới thăm nước Tức. Nghe tin về sắc đẹp kỳ diệu của Tức Phu Nhân, ông bị hoàn toàn quyến rũ. Tức Phu Nhân không ngờ rằng một lần tới thăm chị gái lại gây ra một cuộc xung đột đẫm máu giữa ba nước. Tức cảm thấy lo lắng và vội vã từ biệt chị để rời khỏi nước Sái càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Sái Ai Hầu đã có thái độ không tôn trọng Tức Phu Nhân, khiến cho Tức Hầu rất tức giận. Trong thời Xuân Thu, ba quốc gia gần kề nhau là nước Sở, nước Sái và nước Tức đã liên tiếp xảy ra những cuộc chiến tranh dữ dội chỉ vì một mỹ nhân tuyệt sắc là Tức Phu Nhân. Mặc dù nước Tức có quyền lực nhỏ bé và không thể đối đầu với nước Sái, Tức Hầu vẫn không chịu đứng nhẹ với việc vợ bị Sái Ai Hầu xúc phạm. Ông đã quyết định thúc đẩy một kế hoạch phức tạp để làm cho nước Sở tấn công nước Tức. Nhờ sự nóng giận của Tức Hầu và mưu kế của ông, nước Tức và nước Sở đã hợp sức đánh bại nước Sái trong cuộc xung đột. Sái Ai Hầu không thể chống lại quân đội mạnh mẽ của nước Sở và Tức, ông bị bắt và giam cầm tại nước Sở. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Tức Hầu bị giam cầm ở nước Sở suốt 4 năm và trong thời gian đó, ông đã nảy sinh một ý định quan trọng. Với lòng căm thù đối với Tức Hầu, Sái Ai Hầu đã tấn công nước Tức và tán tụng vẻ đẹp của Tức Phu Nhân trước vị vua của nước Sở. Vị vua này vụng về trong tình yêu, đã lệnh tấn công và đánh bại nước Tức để đoạt lấy mỹ nhân tuyệt sắc. Trong trận đánh trốn tuyệt vọng, Tức Hầu thất bại và bị bắt làm tù binh. Trong khi đó, Sái Ai Hầu được thả tự do. Kết quả cuộc xung đột này là nước Tức bị tiêu diệt hoàn toàn, và Tức Phu Nhân sau đó trở thành vương hậu của vị vua Sở. Câu chuyện này đã trở thành một truyền thuyết trong dân gian, thể hiện lòng trung thành, tình yêu và sức mạnh của một người phụ nữ có sắc đẹp kỳ diệu trong cuộc chiến tranh khốc liệt.